đây các bạn, mình đang đứng ở phía trước cái tu viện Bỉnh Nghiêm nha các bạn. À, đây là một trong những tu viện cực kỳ độc đáo luôn, đẹp, mà nó nằm ở ngoại thành nha các bạn. Cũng chắc cũng có nhiều người cũng đã biết rồi. Nói chung là đây là cái nơi mà các những người mà học về Phật pháp á, họ sẽ học để về họ làm Phật sự ở các cái chùa trong cả nước luôn, giống như một cái trường cao đẳng Phật học vậy đó bạn. Nơi ở của các sư tăng sư rồi các sư thầy nữa, có tăng và có ni nha các bạn. Bây giờ sẽ cùng với tất cả mọi người đi dọc ra cái khu Hiệp Thành này. Xung quanh này thì thường thường mình cũng giới thiệu các bạn là mình có quay cho mọi người xem là chỗ này có một cái chỗ bán sầu riêng á bạn, sầu riêng của chị Úc Oanh, cái vựa sầu riêng cũng khá là lớn ở Sài Gòn. Không biết là nãy mình đi ngang qua thấy là sầu riêng cũng nhiều lắm. Để đi coi thử khảo thử cái tình hình giá cả sầu riêng ở Sài Gòn nay như thế nào, hồi quay chia sẻ với bà cô chú và các bạn. Sẵn đi tập thể dục luôn. Nhà mình cũng ở gần chỗ này nha mọi người. Chỗ này nói chung là khu ngoại thành. Khu ngoại thành nha các bạn. Tà sữa mà cũng đông ghê á. Do ở cái dọc cái đường này bạn có mấy trường á, có mấy trường cao đẳng cũng như là trường cấp 2, cấp 2, cấp 3. Coi thứ chỗ của anh có khu sầu riêng không? Ghé quay thứ tình hình cái giá sầu riêng của bà bán làm sao? Không sầu riêng quá trời nữa không? Coi sầu riêng ri 6 75k ba ban, bít đỏ 30k. Rồi bán 2 ly nước mía kìa. Bán đang ly nước mía luôn. Đi chơi. Ủa, bà đâu, bà chủ đâu? Bà giữ đi chơi hả? Dạ. Không có sầu riêng chính hay sao? Có à. Sướng rồi ta, bà đi chơi sướng à. Coi thế. Wow, sầu riêng nhiều nha. Đây, ở chỗ quanh là chỗ địa chỉ chỗ này đi coi, chỗ đây là nhiêu sao quên rồi. Dạ. Dạ dạ. 181 sẹt 4C, chỗ này là gần với tu viện Vĩnh Nghiêm. Dạ. Đây 75.000 chắc cái trước này quá. Sầu riêng phía ngoài này 75k, còn ở trong này bao nhiêu k, ở hỏi ông chủ coi. Ở ông chủ với bà chủ cũng thấy mà. Bảy mươi lăm k là nhỏ cái phía này á, 75k là phía này hả? Dạ đúng rồi. Còn cái trên? Trên 95 hả? Đúng rồi. Nhiều muối không? Dạ được 3 hộp. 3 hộp hả? Dạ. À, sầu riêng giờ mắc lắm các bạn. Không có mắc, không. À, tròn đẹp trên 3 thì nó 4 hộp, 5 hộp, thì có trái 6 hộp luôn. À vậy hả? Sầu riêng giờ giá cao quá cũng khó bán ha. Dạ. Mà cũng có sầu riêng bán nữa. Đây là như mít nè. Mít bà đỡ giá luôn nè. Bà quanh bà đỡ giá luôn nè. 60, 50, 55. Mít chục đỏ nha. Coi cái này coi. 270, cái này ri 6. 257, 252. Để uống nước mía à. Coi thử. Súc mía bình thường, mía tiêu đường, uống súc mía. Lên đường luôn hả? À, được rồi, rồi coi coi. Ồ, sầu riêng sỉ này nhiều nha, bá sầu riêng nhiều nha. Chỉ như hơi to nha. À, quá trời luôn nè. Quá trời lắm. Coi thử có ai mua sầu riêng khui cơm thôi, nó đẹp không? Phía bên góc bên kia có chị bán bánh xèo.
bánh xèo bên kia. Rồi ghé đi kia qua kia ăn bánh xèo quay cho các bạn xem luôn. Ở đây có nước mía sầu riêng nữa nè mọi người. Mía sầu riêng 2 ly tặng 1 ly. Sầu riêng chỗ này là sầu riêng sạch nha, bà ba ba cung cấp sỉ cả nước nha quý vị. Hết rồi. Đâu như cái này là bao giá bao nhiêu? Bao nhiêu 10 kg á? Cái này 75.000 kg anh. 75.000 kg à? Dạ. Nhưng mà một trái nó chỉ có 2 hộp thôi. 2 hộp thôi. Dạ. Cơm nó ngon lắm mà vỏ nó hơi dày nha. Bây giờ cỡ này nó mắc quá trời không biết sao vậy? Ừ. Ăn hàng dẹt đỡ đi. Hết à, vỏ dày lắm. Nhưng mà cơm ngon lắm nha. À. Cơm nhìn thấy vàng nè, cục vàng. Hộp này 220. Một ký ký là nếu mà bán thì ký là nửa ký là 2.4 á. Ở dưới kia nó bán cơm là 4.8 á. Bên em bán cơm 3.8 hả? À. Đủ Úc Anh nha các bạn. Để quay bên đó, ở ngoài kia là cái đường Nguyễn Anh Thủ nha các bạn. Đây là ngã ba Nguyễn Anh Thủ với đường Nguyễn Thị Đặng nha các bạn. Gần với chỗ Úc Oanh này có cái chỗ bán hủ tiếu xà đét này, ngon lắm, hủ tiếu xà đét rất là ngon luôn. Rồi, với lại thêm cái chỗ này là, à mình nhớ rồi, có bán bánh xèo đậu rừng. Để mua cái bánh xèo đậu rừng đem về coi. Bán cho cái bánh xèo đem về. Bán cho bánh xèo đem về coi đẹp. Dạ. Cái miền Tây nè. Dạ. Ở đây bán được không vậy? Không được hả? Bán bánh xèo. Ủa, bên này có thêm cái gì? Bông hoa lý á, bông gì ta? Bông liên điển. Này là bánh miền Trung thì có thêm bông liên điển nữa các bạn. Ủa con bé chị nè, hôm trước thấy nhỏ nhỏ, nay lớn nhanh lớn vậy? Phải không? Dạ. Thôi, mới ra là chắc mấy à. Bánh xèo rau rừng nó nằm ở ngay chỗ ngã ba Nguyễn Anh Thủ với Nguyễn Thị Đặng nha các bạn. Ủa cái miền Trung là nhiêu cái chị? Này nhiêu cái? Miền Trung này 8.000 cái. 8.000 cái hả? Còn miền Tây? Miền Tây 40. 40. Giờ cái gì cũng lên ha. Thịt cũng lên, cái gì cũng lên. Cái này ngon lên quá. Hôm nay đi ra cái chùa tu viện Vĩnh Nghiêm mà ghé bánh xèo. Ghé bánh xèo với quầy sầu riêng, mà sầu riêng đây không có bán luôn. À cái chỗ cái vựa sầu riêng cái này chị, em ghé vô sầu riêng. Bên chị là bán có nấm này, nấm giá, tôm chỉ luộc ba rọi. Thấy củ dừa rồi trời ơi. À, củ dừa là thấy miền Tây rồi đó. Có thêm sữa nữa nè. Nước sốt dừa. Chị gái là chị gái ở miền Trung nha, mẹ chị bán những bánh xèo miền Tây nha. Có bánh xèo miền Trung nữa các bạn. Cái này là cái gì nha? Chắc chưa bán.
cho chị đó 5 cái trước đi. Đặc biệt là bên bánh xe miền Tây của chị là con tôm là chỉ luộc rồi các bạn, tôm chỉ luộc rồi. Cái đặc biệt cái nhiêu chị? Đặc biệt 55 hả? Nó đặc biệt là sao? Đặc biệt nó làm trứng cho nó nhiều đồ hơn. À, có trứng nữa hả? Đây một cái thường này đem vô trong đây nè. Bữa nay buổi sáng ăn chay, buổi chiều ăn mặn nha các bạn. Sáng ăn chay ở chùa. À, của anh đây một cái lớn nè, của, một cái lớn của anh đây đem về nè. Bỏ cái kia ra luôn đi, cho anh đem về luôn. Mình đúng làm như vậy. À, cái khuôn của miền Trung nhỏ hơn, càng nhỏ nữa càng ngày càng nhỏ ta. Nó cũng vậy hả? Vậy hả? Mình cái bông điên điển này, con bông điên điển này cũng khó tìm lắm. Lấy mối mới có nào. Mỗi người mỗi phong cách đổ. Chút nữa quay cái rổ, cái tủ rau cho các bạn xem, tủ rau đã lắm. Tủ rau nó sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Đó, mọi người thấy nó có khác nhiều về so với bánh xèo của bánh xèo Nhí không? Quá trời vậy luôn hả? Là 50 này hả? Dạ. Bán 50. Đặc biệt là bên chị là mình không thấy là đậy nắp nha, nó từ từ nó chín á, phải không? Đi đâu đậy nắp hả? Dạ không, như vậy thì nó thành nó chín à. Mấy cái này là đồ ăn sống được mà. Dạ. Nắm này thì nó nhanh chín lắm. Dạ. Mấy này luộc hết rồi, chín hết rồi, không có sợ gì sống. Ủa, hủ dừa ta ăn sống được mà. Dạ. Sực nó ngon. Vé đổ rồi cũng xèo luôn nha. Vé này không lấy vé. Có 10 hả? Bữa nay hồi nào ghé thấy nó xíu này lớn nhanh dữ đã. Cá đó của chú. Bánh thường 40, bánh đặc biệt là 55.000 các bạn, có trứng nè. À, chị đổ cái bánh xèo miền Tây với miền Trung là chung bột luôn hả? Dạ, khác bột chứ. Khác hả? À, khác bột này là của miền Tây hả? Bột miền Tây nó đặc hơn mà nó béo hơn. À. Bánh miền Trung thì nó ít có béo hơn bánh miền Tây. Mới giàu được cái bánh chứ không là nó không có giàu. Chỗ này là gần với tu viện Vĩnh Nghiêm nha các bạn, ngay chỗ ngã ba Nguyễn Thủ với Nguyễn Thị Đặng á. Nổi lắm, mọi người đi ngang qua thấy cái tủ rau là nhìn thấy mơ rồi. Chỉ để cái tủ ngoài luôn á. Mình thấy đặc biệt là không có đậy nắp nha, không chỉ không có đậy nắp. Bên đây thì kiểu chỉ bán dừa miền Trung mà dừa miền Tây.
rang đầy luôn. Trong cái rau ấy, mình thấy có vé nó có cách cái gì xoài nữa các bạn, xoài. Trời ơi, quá trời quá đất rồi ba. Rồi, cảm ơn con. Bên đây chị là đổ ga nha, đổ bằng ga chứ không có đổ lụa củi nha các bạn. Bên này cũng đông khách lắm. 2 giờ chiều là chị bán phải không? 12 giờ trưa. À, bên đây chuyển từ 2 giờ trưa hả? Dạ, 12 giờ trưa là bán rồi. Tranh thủ bán giờ trưa là bán trưa. Dạ. Trước làm có kịp nên là cái bếp ga này cũng thiết kế ra này khác nha, thấy di ròm nha, rau rừng di ròm. Miền Trung thì có 2 cái sáu chảo. Trong rau là mình thấy có thêm xoài nữa hả? Có sức xoài nữa không chị? Có xoài với dưa leo, có dưa leo rồi đó. Bữa nay chủ nhật bán trưa giờ nên là rất là thiếu cái đồ dưa leo rồi đó. Có xoài, có dưa leo rồi. Bữa nay chị nói là nay như đấy, bán hả? Các bạn xem cái tủ rau này. Hồi trước chị giới thiệu là 18 loại rau nha. Các cây rau đây rau gì ta? Lá tím tím là cái gì? Dạ, cái đó mặt trăng á. Lá lốt rồi đấy các bạn. Trước anh quay là cái bếp em đang ở bên kia. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Với lại cái bếp 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 khác nữa, cái này hình như khác luôn này. Không, cũng cái này á. Dạ hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa cái này là cái bếp thiết kế liền luôn hả? Dạ, bếp rờ gắn vô á chứ. À, dạ hả? Hay rờ đồng cái. Tại vì em không có làm liền chứ mấy đứa kia, mấy đứa em nó làm liền. Dạ. Mấy quán kia kìa mấy đứa nó làm liền không? Chị gái này hình em như... Em đầu tiên mà nên là em... hình như ở trước chị đó chị có 2-3 chi nhánh được không? Dạ. Thới An hả? Ở đâu?
À Đông Thạnh, Đông Thạnh hay không? Đông Thạnh với lại ở Gò Vấp. Gò Vấp không có hả? Thạnh Lâm Đồng, Gò Vấp có. Bây giờ cũng đang bán luôn. Dạ, hai ba quán, hai quán dưới. Chỉ có đổ nước cốt dừa nha. Nó béo không? Ở trong bột cũng có nước cốt dừa để thêm lên chỉ đổ bằng ga, nhưng mà cái ga lớn nha các bạn, cho nên là bánh xèo nó xèo xèo nha, có nhiều người á đổ lửa. Được mấy bàn á các bạn, chắc được 5-6 bàn á. Cô đây cũng nhiều quán ăn lắm. Nói chung là tới ngay chỗ này bánh xèo hàng ăn buổi chiều thì có cái món phá lấu, chiều có cô bán phá lấu, buổi tối là có hủ tiếu sa đéc. Này chỉ có 4 cái nha, có 4 bếp để đổ bánh xèo miền Tây. Quái lắm. Ôi chú ghi âm này, chú quay bánh xèo lên này đó. Đây là hè nha các bạn. Của chú ở xanh đó. Chị gái cũng có tuổi nghề trong bánh xèo là cũng lâu lắm không vậy? Chị bán lâu phải không? Nó 4 tuổi á, giờ nó còn nhiêu tuổi? 4 tuổi giờ học lớp 10 là cái 16 tuổi rồi đó. 16 tuổi.
Ủa cái cơm của bác xe mình cũng nhỏ hả? Dạ, nhỏ hơn bánh lớn. Ngon không anh? Ngon. Ngon hả? Mười cái. Bao nhiêu tiền một cái? À, bánh nhỏ 8.000, bánh lớn 40. Em 5 cái. Đi ngang qua chỗ khu vực tu viện Minh Nghiên các bạn, quay cho các bạn quay trở lại quay cho mọi người chỗ chị bán bánh xèo, chị bán lâu rồi, bánh xèo miền Trung miền Tây các bánh khọt nữa, mọi người mấy người cứ ghé chỗ này ngay chỗ cái góc đường một góc đường Nguyễn Thị Đặng với
Nguyễn Thủ, cái nằm ở phía trong đặng Nguyễn Thủ Lặng nha các bạn. Đó. Kiểu cái bánh xèo miền Tây này có khách đặt chỉ mới đổ nha các bạn. Một tay ba tung vô bàn luôn. À, có tay có tung vô là khỏi nước công. Miền Tây anh, miền Tây đúng. Đúng. Đúng hả? Rồi, nóng chảo rồi. Để là bên trong cái, bên ngoài cái, hai cái. Thiết kế riêng để đổ bánh xèo miền Tây. Riêng bánh xèo là cái chảo nó cháy vậy, nó mới ngon nha các bạn. Nó hơi gồng, nó tráng quá, nó bị dính đó. Có nhiều người đâu biết là đem cái chảo đem đi rửa, cuối cùng là bữa sau là không có đổ được luôn á. Chà kỹ quá là khỏi là bữa sau là nó dính. Đâu lát được hả? lâu cầm một hai lần được, tức là cầm đi cũng là để thái đổ liên khúc nha. Củ dừa là khi nào đổ đó là mới sắc nha các bạn, chưa không có sắc ra. Ủa củ dừa không, mình không sắc ra là, trước là sao vậy? Nó sợ bị gì? Có, em cũng có sắc nước nhưng mà nó cũng để ngâm nước chứ không nổi được mà đen. À. Bây giờ em đang hết thì là chưa kịp. À. Rồi. Có sắc nước ngâm với nước hơi chanh nó chứ. À. Ngâm với nước đá cho nó trắng chứ không là nó cũng bị đen. Dạ. Dạ. Tưởng là có bí quyết gì sao vậy? Là em làm không kịp, nó hết rồi, em làm không kịp. Năm nhỏ, ba nhỏ, một lớn. Còn kia có còn ai đó nhỏ không vậy? Thank you.
bên đây cũng chạy, bên đây cũng chạy luôn nha, chạy chạy. Phía này quay chia sẻ cho bạn một cái địa điểm, chỗ này là cái địa chỉ số mấy ta, chính xác là số mấy? Ở đây giờ cũng không biết chính xác, ở đây em theo số nhà kia là 80A. Nó nằm trên cái ngã ba Nguyễn Thị Đặng với Nguyễn Ánh Thủ, nhưng mà ốc nhớ Sài Gòn nhưng mà nó đối diện với KFC luôn á, cái KFC kìa. Nhưng mà nó nằm trên đoạn Nguyễn Thị Đặng nha quý vị. Nói chung ở đây cũng rất là tuyệt vời luôn, ngon. Giá là cái như cái này là 40k nè mọi người, 40k, còn cái có cái miền Trung là 5k, 8k, 8k. Mà cái mình thấy là cái bánh miền Trung với cái bánh miền Tây là tùy cái hậu vị của từng người. Chỗ của chị là có miền Trung miền Tây luôn, tùy mọi người thích thì chọn cái bánh khọt đó. Nhưng mà đặc biệt bánh này là chỉ đổ cái bánh xèo miền Tây, chị không có để nắp nhà các bạn. Ủa bánh này chay không phải tôm gì vậy? quên ăn giang năm chục hả? 52 tôm hả? Bình thường cho bà tôm nhỏ cho hai con. Hết tôm lớn rồi chứ. Ôi. Nhỏ vô đi con. Miền Tây hay miền Trung chị? Vô được, ăn tại chỗ hả? Đúng rồi, vô đây nè. Vô đằng trước. Đỡ vậy đó. Cứ như là rau bé đang làm. Ê, là cái bếp ga nhưng mà lửa dữ lắm mọi người. Là một cái lớn vô mà luôn mà. Thôi. Thấy khách vô cũng liên tục nha các bạn. Rồi. Chúc hai mẹ con mua may bán đất nha. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ.